Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và hiện tại trên tay mình đang là sản phẩm Samsung Galaxy A8, mà không phải là sản phẩm mà là một cái hộp của sản phẩm Samsung Galaxy A8. Sản phẩm này hiện tại thì mới đang chỉ cho đặt trước thôi, chứ vẫn chưa bán chính thức tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà rất may mắn là mình đã mượn được của anh Tony Phùng. Đấy, nói chung là mình đi vét lại thôi, chứ cái hộp này cũng đã bị rạch hết tất cả các đường siêu bên trên bên dưới rồi. Và đằng sau này thì các bạn sẽ thấy chúng ta có một số thông số của chiếc máy. Ví dụ như ở đây mình sẽ có màn hình Infinity Display, hay là chúng ta có camera trước là camera kép. Không để các bạn phải chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng mở hộp chiếc máy này ra nhé, xem bên trong nó có gì đặc biệt hay không. Bên dưới này thì đây, chúng ta sẽ có một cái hộp khá là lớn. Và ở bên trong này sẽ có đó là một cái ốp lưng này. Có lẽ là Samsung thời gian gần đây đã khá là chăm chút tốt cho người dùng, bởi vì khi những cái sản phẩm bán ra đều có những chiếc ốp lưng. Như ở chiếc Samsung Galaxy Note FE chúng ta sẽ có một cái clear cover này, Samsung Galaxy Note 8 chúng ta cũng có một cái ốp nhựa, và đến Samsung Galaxy A8 2018 chúng ta cũng được tặng cái ốp nhựa. Và mình tin là với chiếc Samsung Galaxy A8 Plus chúng ta cũng sẽ có những cái ốp lưng như thế này. Ở bên dưới đây là cái thân máy đó, mình thì đã bật sẵn lên rồi. Đây nhá, siêu của nó thì cũng đã tách sẵn ra, thì mình cũng chia sẻ rồi. Đây là cái chiếc Samsung Galaxy A8 2018 mà anh Tony Phùng đã bóc ra. Thế nên là việc mà nó đã bị lột những cái siêu này ra là chuyện rất là bình thường. Bên dưới này thì chúng ta vẫn sẽ có một bộ phụ kiện, và nó sẽ vẫn là màu trắng. Nếu như mà Samsung để cho chúng ta một cái bộ phụ kiện màu đen giống như trên Samsung Galaxy S8 Note 8 thì mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn, bởi vì nó sẽ không bị đổi màu sau một cái thời gian mà chúng ta sử dụng. Và cái cục sạc này vẫn sẽ là một cục sạc nhanh với nguồn ra là 9V 1.67A và nguồn ra nhỏ nhất là 5V 2A. Chúng ta vẫn sẽ được tặng một cái tai nghe, và tai nghe này tai nghe chống ồn. Và đây, bộ phụ kiện của chúng ta đã hết, chúng ta cùng quay lại với chiếc Samsung Galaxy A8 2018 ở đây. Với thiết bị này thì chúng ta sẽ có một cái kích thước nhỏ hơn, với màn hình chỉ là 5.6 inch, và chúng ta vẫn sẽ có một cái tỷ lệ là 18:5:9. Với cái màn hình tỷ lệ là 18:5:9 cùng với cái kích thước là 5.6 inch, thế nên tổng thể với chiếc máy nó sẽ khá là nhỏ gọn, và mình cảm giác là nó sẽ chỉ nhỏ tương đương với những cái chiếc máy với màn hình kích thước 5 inch trước đây mà thôi. Mặt sau này thì các bạn sẽ thấy đây, chúng ta sẽ có phiên bản màu sắc đó là tím bạc. Và cái màu tím bạc này thì nhiều người sẽ nói là nó tương tự giống với cái màu tím bạc trên những cái sản phẩm là Samsung Galaxy S8 hay là Note 8. Nhưng mà mình thấy thì nó sẽ có một cái điểm đặc biệt mà có lẽ trên S8 sẽ không có. Đó là khi chúng ta nghiêng ra ánh nắng ấy thì nó sẽ hiện lên những cái màu sắc giống như kiểu bảy sắc cầu vồng, nhìn rất là đẹp mắt. Tuy rằng là về cái độ đồng bộ về cái màu sắc giữa cái cụm camera và cái mặt lưng này nó sẽ không được bằng như trên cái phiên bản màu đen. Thế nhưng mình vẫn đánh giá là cái màu này nó đẹp hơn rất nhiều so với phiên bản màu đen. Và về cái cấu hình của chiếc máy này thì nó cũng sẽ rút gọn hơn một chút. Chúng ta vẫn sẽ có con chip Exynos 7885 đi kèm theo là 4GB. Và mình sẽ chia sẻ một chút về cái máy ảnh trên thiết bị Samsung Galaxy A8 cũng như A8 Plus. Nói chung là về cái giao diện nó cũng giống nhau. Chúng ta sẽ có một cái nút ở đây để có thể chuyển qua lại hai camera góc rộng và camera góc hẹp. Bên trong này thì chúng ta sẽ có thêm một cái chế độ nữa, đó là selfie góc rộng. Tức là các bạn có thể tưởng tượng là nó như những chiếc Samsung Galaxy S7S hay S8, chúng ta sẽ chụp và lia. Tức là chúng ta có một góc rộng và một góc rộng hơn hang động. Ở bên trong đây thì chúng ta vẫn sẽ có một cái chế độ nữa, đó là về lấy nét xóa phông. Thì mình sẽ chia sẻ một chút cho những bạn nào chưa biết về cụm camera selfie kép trên chiếc Samsung Galaxy A8 này. Thì nó đã được sử dụng chính cái bộ đôi camera kép của chiếc Samsung Galaxy Z7 Plus. Và bên lên đây thì các bạn có thể tưởng tượng là chúng ta sẽ có một chất lượng và chi tiết tốt như camera sau của chiếc Z7 Plus. Nhưng mà về những cái như là làm đẹp hay là làm mịn thế này thế kia thì chắc chắn là cụm camera selfie này nó sẽ làm tốt hơn rất là nhiều so với cụm camera của chiếc Samsung Galaxy Z7 Plus. Và hiện tại thì chiếc Samsung Galaxy A8 2018 này thì cũng đang được chạy trên phiên bản hệ điều hành Android 7.1.1 cùng với giao diện Xperia 8.5. Và không biết là đến thời điểm nào chúng ta mới được cập nhật lên Android 8.0. Đây là một điều mình đang rất là mong chờ trên sản phẩm này. Và tuy rằng cái thiết bị này chúng ta có một cái mặt lưng kính ở đằng sau như thế này, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn sẽ không có công nghệ sạc không dây trên sản phẩm này. Nhưng chúng ta vẫn sẽ được hỗ trợ Samsung Pay, cũng như là chúng ta sẽ có một cái vân tay nó sẽ nằm với vị trí thấp hơn so với vân tay của chiếc Samsung Galaxy A8 Plus, bởi vì nó nhỏ hơn mà, thế nên nó nằm thấp hơn là một chuyện bình thường. Và cái vân tay này thì mình cảm thấy là đấy, các bạn thấy không? Mình cầm như thế này và đặt lên thì cái ngón tay của mình nó với đúng đến cái vị trí của vân tay luôn. Nên là không sợ về cái tình trạng đó là mình với nhầm vào camera. Cũng như là thiết bị này của chúng ta sẽ được trang bị tiêu chuẩn chống nước, đó là IP68. Tóm lại với phân khúc là 11 triệu đồng thì chúng ta nhận được rất nhiều thứ đến từ sản phẩm này. Chúng ta có màn hình 18:5:9 này, chúng ta có thiết kế rất là nam tính tương tự như dòng Note. Chúng ta có camera selfie kép và chúng ta có tiêu chuẩn chống nước là IP68. Và các bạn cảm thấy chiếc máy này như thế nào? Có thể comment để lại ý kiến ở phía bên dưới. Và đừng quên bấm vào nút subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.